À, thưa các bạn thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quy trình làm vaccine cho gà kiển nha các bạn. Thì gà kiển thì mình nuôi cái thời gian ngắn cho nên là trước giờ mình chưa có dám làm cái video clip chia sẻ cái quy trình làm vaccine. Thì đến ngày hôm nay thì thời gian cũng khá khá rồi cho nên là mình nuôi thấy nó làm vaccine theo kiểu mình thì cũng ok đó. Và cũng có một số bạn yêu cầu là chia sẻ cái quy trình làm vaccine để nuôi gà kiển. Đó, thì ngày hôm nay mình làm cái video để chia sẻ cái quy trình. Thì sẵn ngày hôm nay nè, ngày hôm nay là mình làm vaccine từ mà mình đang có 4 cái tấp gà luôn, mình để lại 4 cái tấp gà luôn là 5 ngày và hơn 10 ngày, và nói chung là cứ cách 7 ngày là một tấp đó. Thì mình làm vaccine từ nhỏ mắt nhỏ mũi, Lasota, gum, đậu gà cho tới chích kháng thể cho gà luôn đó. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo. Các bạn nào có mua gà con á, thì các bạn có thể tham khảo thì các bạn làm vaccine. À, đó mình bắt đầu cái tớp gà đầu tiên đó, mình đang cho nó uống Lasota nha các bạn. Đó, để mình quay cho các bạn xem. Để cho gà này cho sáng sáng nha. Từ sáng. À, các bạn mình gà mà sáng sáng. Con gà thấy cưng quá à. Con gà này Sigma mà đó, gà thấy cưng đó các bạn. À, cái tớp này á, là nói chung là con gà đó, cái tớp này là năm mới mới 5 ngày tuổi thôi các bạn. Có nghĩa là con gà là khi mình mới nở ra là mình bắt đầu mình cho nó uống, mình mà uống thuốc ấm gà con đó. Các bạn mua thuốc ấm gà con nó với kết hợp với men tiêu hóa đó, hai cái loại đó thì các bạn ra ngoài tiệm thú y các bạn mua là rất là nó có đầy đủ hết, hướng dẫn các bạn pha nước đồ uống cho nó uống. Chứ là mình mới nở ra là mình phải cho uống thuốc ấm đó. Bây giờ là đang cái giai đoạn này là 5 ngày tuổi, nó là đang 5 ngày tuổi, mình đang cho uống vaccine Lasota đó, Lasota để mà ngừa dịch tả cho nó. Một con 4 giọt à, con 4 giọt nó. Đây là cái liều vaccine đầu đời của nó nha các bạn. Vaccine ngừa dịch tả này thì nó có cái hai cái loại, loại Lasota, loại này thì cái loại cho uống, mình uống xuống loại loại thường, còn có loại tốt hơn nữa, loại tốt hơn nữa mà cái loại đó là cái liều 200 con lần, cho nên là ở đây là thường mình cái liều mình khoảng 50 con với lại, cho nên mình cho uống Lasota thôi các bạn. Đó là coi như là cái giai đoạn đầu nha, giai đoạn đầu. À, mà cũng cũng chia sẻ với các bạn một cái thông tin nữa là ở đây là mình không có sử dụng, hồi mới nở ra là mình sử dụng cái thuốc ấm bằng cái thảo dược riêng của cái nhà mình làm ra. À, nó rất là hiệu quả các bạn, cho nên là cái phần đó thì mình làm một cái video clip nữa mình chia sẻ về cái thuốc ấm bằng thảo dược cho các bạn sau đó. Còn bây giờ thì coi như là cái quy trình tiêm vaccine hồi hồi trước giờ mình làm cho các bạn xem thôi đó, coi như là giai đoạn đầu đó. Giờ mình bắt đầu qua mấy cái tớp ở bên đây. Và hôm nay là mắc sửa nhà lu bu quá cho nên là không có làm video clip được. Xong chưa? Còn hai con. Còn hai con hả? Ờ. Mà nhỏ quá à. Xong luôn, xong luôn. Xong luôn. À, cái bầy này thì chị Năm đang xăm cánh cho nó nha các bạn. Có nghĩa là cái bầy kia 5 ngày thì cái bầy này nó 12 ngày, tại vì nó cách nhau là một tuần tuổi là mình nở cái bầy đó các bạn. Chết tí à. Không thấy hả? Không, không có rảnh luôn. Có nghĩa là bà xăm sơm một chút thôi, tại vì sơm chút cho nó có dính thuốc vô cái gân máu được rồi. Tại vì con thông thường thì một tuần tuổi hoặc 8 ngày tuổi là mình bắt đầu xăm cánh cho nó rồi. Xăm cánh cho nó rồi, nhưng mà ở đây mình nuôi gà kiển cho nên nó rất là nhỏ con các bạn. Các bạn thấy con gà Sigma nó nhỏ con lắm, không không có cái màn cánh để mình xăm đó, cho nên là rất là khó khăn, cho nên mình để tới 10 ngày á, 10 ngày mình mới xăm cánh cho nó đó. Các bạn thấy gà rất là đẹp luôn đó, ở đây mình nuôi nó rất là ok. Có ở đây có hai con gà lai chim chỉ nè các bạn, nó cái con màu vàng vàng này nè, nó con vàng vàng này các bạn. Nó với cái con trong góc đó, nó chạy lại đó, nó là lai chim chỉ đó. Đó là coi như là cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn thứ hai mà cách cái giai đoạn vaccine đầu á là cái giai đoạn xăm cánh ngừa bệnh đậu gà nha các bạn, ngừa bệnh đậu gà.
đậu gà có nghĩa là nó nổi trái ở trên trên mắt nè, trên mũi nè, nó trong họng luôn nè. Nói chung là cái mùa nắng á, là các bạn nên làm cái vaccine đậu gà này. Nói chung mấy vaccine này nó rất là rẻ tiền nên cho các bạn làm đi, chú ý các bạn làm đi để mà ngừa, để nó bị cái bệnh đó là cái mà cái bậy bệnh đó nó mới cho uống gum, còn bài này ăn lát chích kháng thể và làm cho uống gum trước đi, để tôi quay chút xíu rồi uống chích kháng thể sao. Đó là cái bệnh đậu gà đó các bạn. Cho là cái bệnh đậu gà thì các bạn nên xăm cánh cho nó vậy đó thì nó không có bị bệnh nổi trái nữa. Cái bệnh đó mình trị nó cũng được nhưng mà nó cũng có chết, chết lây gai. Nói chung là mấy cái bệnh này nó thì chỉ có bệnh dịch tả là nó chết nhiều thôi, chứ còn bệnh đậu, bệnh hô hấp rồi này kia thì mình vẫn có thể trị được, nhưng mà để nó nặng quá thì cái quy trình mình trị nó rất là khó khăn. Đó. Bây giờ là tới cái giai đoạn sau khi mà mình làm đậu gà xong đó, thì khoảng chừng 2 tuần tuổi đó là mình cho uống gum. Gum thì người ta nuôi gà thường á, người ta nuôi gà nồi thả vườn này kia thì 10 ngày, hơn 10 ngày là ta cho uống gum rồi, nhưng mà ở đây mình để tới 2 tuần tuổi cho nó bự xíu mình cho uống gum. Cho uống gum. Còn cái bầy này thì 3 tuần tuổi thì một chút xíu nữa mình chích kháng thể cho nó. Cái này chắc hơn cái này thì nói chung là hơn 3 tuần tuổi, nó gần giáp tháng luôn rồi, nhưng mà mình một chút xíu nữa mình sẽ chích kháng thể cho nó. Kháng thể thì thông thường thì người ta sẽ chích vào cái lúc giai đoạn khoảng 18-20 ngày tuổi, nhưng mà như các bạn biết vậy đó, mình cứ cứ gà kiển mà nhỏ con cứ đôn để quay cho con. Cái con này là cái con gà lai chim chỉ các bạn, hôm nay mình quay đó, hôm nay nuôi lớn rồi nè. Đấy, cái lông cánh trên thì nó lai con gà, mà cái ức nó thì lai con chim chỉ nè, tại vì mình lai con chim chỉ trắng với con gà tre đó. Đó thì để ra được con, hy vọng là lớn lên nó đẹp, con này đẹp. Con này cái ức thì lông chim, mà cái lưng thì lông gà, cười không? Rồi chấm. Ấy, lấy thuốc gum ra. Vaccine từ nhóc hết trơn. Nè nè, bây giờ mình con mới giọt. Mở này ra rồi chút cái chai này vô đây, pha lại. Gum nha các bạn, cái đây là vaccine gum. Chút ngửa lại. Vaccine gum thì mình cũng cho uống luôn nha các bạn, cho uống luôn, cho con hai giọt các bạn. Nó ngừa gum, cái bệnh gum là cái bệnh mà rút rồi các bạn bắt nó lên thì nó chết. Cái bệnh đó thì khi mà nó bệnh thì nó các bạn trị cũng được nhưng mà nó chết nhiều các bạn, bệnh gum nó chết nhiều hơn là cái bệnh đậu gà với cái bệnh hô hấp. Các bạn nào nuôi gà con thì các bạn chú ý nha. Cái con gà thì nó khác hơn con chim chỉ, cái là cái nhiệt độ nó không cần cao như con chim chỉ. Con chim chỉ thì nó cao lắm. Con gà ở đây mình ấm bóng đèn ban ngày thì mình tắt hết à, chỉ chủ yếu là ban đêm thôi. Con gà nó không cần cái nhiệt độ, không cần nhiệt độ cao lắm. Các bạn phải thường xuyên mà vệ sinh chuồng rồi đó. Và đặc biệt là cái giai đoạn mà 2 tuần tuổi đó, hơn 2 tuần tuổi là các bạn chú ý cho mình là cái bệnh cầu trùng. Có nghĩa là nó ỉa phân máu đó, ỉa phân máu tươi đó, đặc biệt là nó ỉa phân máu tươi á. Cầu trùng mà nó ỉa phân sáp, phân lẫn máu đó, thì nó còn nhẹ, chứ còn nó ỉa phân máu tươi á là coi như là bị cầu trùng cấp đó. Các bạn cái giai đoạn này nó rất dễ bị, hầu như là mình nuôi là nó bị. Cho nên là các bạn cứ tới 2 tuần tuổi là các bạn mua thuốc ra tiệm thú y, các bạn mua thuốc cầu trùng các bạn ngừa, cho uống ngừa là ok.
À, còn khi mà để nó bệnh á, các bạn trị cũng được, trị vẫn được, nhưng mà nó cũng cầu trùng thì nó cũng heo nhưng heo ít. À, với điều kiện là các bạn phải cho nó uống thuốc đủ liều nha. Ví dụ như cầu trùng là các bạn phải cho uống liên tục 5 ngày nó mới hết, rồi các bạn uống 2-3 ngày thì nó tái lại. Nên các bạn chú ý thêm cái bệnh cầu trùng nha. Cầu trùng thì mình không có làm vaccine, mình chỉ cho uống thuốc ngừa thôi. À, thuốc ngừa thôi nha các bạn. Đó, thuốc ngừa thôi. Đó, còn chỉ có mình làm vaccine là chỉ có Lasota là ngừa dịch tả hô hấp, rồi đậu, sâm cánh là ngừa đậu, gum là ngừa bệnh gum, rồi lát nữa chích kháng thể là ngừa dịch tả với bệnh cái em bệnh cho giúp cho nó tăng sức đề kháng mạnh con gà của mình lên đó. Đặc biệt là cái bệnh cầu trùng nha. Các bạn trong cái giai đoạn gà con thì các bạn chú ý cái nhiệt độ nó này kia, để chuồng trại đồ cũng phải kín gió để các bạn phòng cái trường hợp nó bị bệnh hô hấp nha. Khi mà con gà nó bị hô hấp rồi nó cũng khó trị đó. Chúng ta chuồng sàn ra. Cái tớp mà hơn 20 ngày tuổi mình chích kháng thể nữa các bạn. Chích kháng thể thì cho nó mạnh con gà thôi, chứ nó ngừa níu. Em quay gần cận cảnh rồi này kia đã quay vô mà cái chích cho con gà cho khách tao thấy nè. Thì mình chích trên da cổ của nó. Chích con nửa xe. Nói chung là tất cả mấy cái loại mà vaccine hồi nãy giờ mình nói là nó rẻ tiền lắm các bạn, chứ không có mắc nha. Đa số là rẻ tiền không à. Chứ nó không có mắc. Xong các bạn, đây là cái bầy mình mới chích kháng thể xong. Coi như hồi nãy giờ là nó bước qua 5 cái giai đoạn các bạn. Có nghĩa là mới nở thì mình cho uống men tiêu hóa với thuốc ấm. 5 ngày thì mình cho uống Lasota. Còn 10 ngày thì mình vaccine ngừa đậu, là sâm cánh ngừa đậu chứ. Còn cái qua 15 ngày thì mình cho uống gum. Qua 20 ngày thì mình chích kháng thể. Đó. Rồi cái đó là vaccine cho uống cơ bản xong. Rồi tới cái vaccine mà tới qua cái giai đoạn mà mình chích kháng thể xong, là tới giai đoạn mà khoảng 1 tháng rưỡi tuổi đó, thì mình chích vaccine dịch tả nha các bạn. Người dịch tả đó, cái vaccine này là rất là quan trọng nè. Cái vaccine này là các bạn không thể nào mà bỏ qua được nha các bạn. Vaccine dịch tả đó, là vào giai đoạn 1 tháng rưỡi. Rồi sau khi mình chích vaccine dịch tả xong đó, thì cách khoảng 2 tuần thì mình sẽ chích vaccine H5N1. H5N1 là mình ngừa cúm đó các bạn. Rồi sau khi mình chích cúm xong đó, thì cách sau khi mình chích cúm xong cách khoảng 2 tuần nữa thì mình sẽ chích ngừa tụ huyết trùng. Đó, coi là tới đó là giai đoạn đã xong. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mà từ 1 tháng tuổi cho lên đó các bạn, thì các bạn chú ý mình cái phần mà các bạn chú ý một cái phần nữa hết sức quan trọng luôn. Đó là các bạn sổ lãi cho gà. Đó. Đó là 1 tháng tuổi là bắt đầu các bạn sổ lãi định kỳ trong vòng 3 tháng liên tục, cứ cách 1 tháng là sổ lãi 1 lần, cứ cách tháng sổ lãi 1 lần. Đó. Tại vì con gà các bạn nuôi, thường con gà các bạn nuôi là nó rất là dễ chết vào cái giai đoạn đó, là khi mà nó chết là nó có cái triệu chứng mà nó ấm nhách còn xương không á. Hoặc là mặt mày nó tái nhợt mà nó ấm nhách đó, là nó ăn không lớn này, đó là do nó bị lãi. Các bạn sổ lãi nó là không phải là sổ lãi trong đường ruột không đâu, mà nó sổ lãi trong đường máu luôn, nó tránh cái những cái bệnh mà ký sinh trùng đường máu đó, mấy cái bệnh đó là nó gây cho con gà ấm nhách rồi nó chết đó. Các bạn đa số là các bạn nuôi gà kiểng là các bạn bị bệnh đó không à. Đó, cho nên là các bạn chú ý cứ bước qua cái giai đoạn 1 tháng tuổi là các bạn phải sổ lãi. Tháng thứ hai các bạn sổ lãi, tháng thứ ba các bạn sổ lãi liên tục 3 tháng gì đó mới được. Đó, coi như là hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn
những cái gì cơ bản để mà mình nuôi cái con gà kiển nó tương đối là nó đạt cái hiệu quả. Theo mình thì nó là mình nuôi thì nó đạt cái hiệu quả, tỷ lệ hao hụt nó ít. Đó, thì các bạn nào mà có cái kinh nghiệm nhiều đó, thì các bạn có thể góp ý, hoặc là các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể tham khảo. Đó, mình đã dành 4 cái top gà để mình chia sẻ cho các bạn cái quy trình làm vaccine cho gà kiển đó các bạn. Video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cái quy trình tiêm vaccine cho gà kiển. Thì nói chung là tất cả những cái đàn gà hồi nãy giờ đó, là coi như là mỗi một cái đàn vậy đó, khoảng tầm khoảng 20 con tới 50 con là đàn nào mình cũng bán cho những bạn. Các bạn hồi nãy giờ các bạn xem, các bạn nào có ưng ý thì các bạn alo cho mình nha. Gà sư tử Ba Lan, gà chủ yếu sư tử Ba Lan nhiều, Sigama có mà ít, giả chá có mà ít. Đó, cho nên là vừa chia sẻ cho các bạn cái quy trình vaccine mà vừa giới thiệu gà cho các bạn xuống xem luôn. Các bạn nào có nhu cầu thì alo, gà con thì alo. Gà con thì mình nuôi được lợi cái là mình nuôi nó giá nó rẻ mà mình nuôi có thể là lớn lên nó có nhiều con đẹp, rất là đẹp. Các bạn bắt một combo một bầy như vậy thì nó có đẹp rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.